Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận và thương mại hàng giả, hàng nhái vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện chỉ thị số 30 CTTTG ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu và gian lận thương mại hàng giả đã chủ trì hội nghị. Tính từ mùng 1 tháng 10 năm 2014 đến mùng 1 tháng 10 năm 2015, các lực lượng chức năng trong cả nước đã bắt giữ 9.682 vụ trên 6.000 đối tượng buôn bán vận chuyển kinh doanh trái phép thuốc lá nhập lậu, tịch thu 10,3 triệu bao thuốc lá nhập lậu các loại, tăng 19% so với cùng kỳ, khởi tố hình sự 179 vụ trên 263 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước trên 21 tỷ đồng. Những địa phương lực lượng làm tốt công tác này là Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang, Quảng Trị, Đồng Tháp, Bộ đội Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển, Hải quan v.v. Thì theo đánh giá của chúng tôi thì 2015 thì cái lượng thuốc lá nhập lậu nó chỉ vào tầm khoảng từ 700 đến 800 triệu bao, tức là đã giảm được khoảng 2 đến 30%. Như vậy cũng là một cái lượng rất là đáng kể và chống được cái thất thu cho ngân sách nhà nước. Và cũng giúp cho các cái doanh nghiệp cũng như người lao động, người tiêu dùng rất là nhiều. Và tại các cái điểm nóng buôn lậu như là An Giang, Đồng Tháp, các cái tỉnh biên giới Tây Nam đấy, thì nó không còn có những cái việc buôn bán công khai rồi các cái tổ chức đầu lậu lớn như trước đây. Đấy, và chúng tôi đánh giá rất là tích cực về cái chỉ thị 30. Bây giờ thêm vào là cái nghị định 124 thì chắc chắn tình hình chống buôn lậu thuốc lá sẽ tốt hơn rất nhiều. Theo lãnh đạo của ngành hải quan, trên các tuyến đường bộ, đường biển và hàng không quốc tế, hoạt động buôn lậu vẫn diễn ra phức tạp. Thủ đoạn chủ yếu là lợi dụng chính sách ưu đãi của hàng hóa kinh tế cửa khẩu, miễn thuế đối với các cư dân biên giới, khách du lịch, kho ngoại quan v.v. Lợi dụng đường mòn lối mở, đêm tối, các đối tượng vận chuyển hàng hóa vào nội địa tiêu thụ. Tình hình buôn lậu thuốc lá vẫn nóng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, thực hiện chỉ thị số 30 góp phần bảo vệ, giữ gìn kỷ cương, tính nghiêm minh của pháp luật, khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc tuyên chiến với việc chống các loại hàng hóa buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng kiến nghị, phát huy thành công trong việc thực hiện chỉ thị 30, ngoài thuốc lá nhập lậu cũng cần tiếp tục mở rộng thêm một số mặt hàng trọng điểm như phân bón thực phẩm v.v. Về Bộ Công Thương thì sau khi có cái chỉ thị 30 thì Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã có một cái công điện và đã có một cái chỉ đạo cho tất cả 63 các cái lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc và cũng đã có cái sự phối kết hợp với các cơ quan chức năng và nhất là các cái địa phương mà có các cái biên giới có các cái địa bàn là biên giới với cả các cái quốc gia lân cận với Việt Nam như là Trung Quốc, như là Campuchia và Lào thì đã mở một cái chiến dịch có thể nói là rất là trọng điểm và đã đạt được rất nhiều các cái kết quả có thể nói là đáng khích lệ. Tuy nhiên là trong thời gian tới và nhất là cái thời gian sát cái Tết Nguyên đán cổ truyền năm 2016 của Việt Nam thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch và sẽ có một cái chiến dịch mà mạnh mẽ hơn nữa để nhằm giảm cho cái việc đưa cái thuốc lá lậu cũng như là vận chuyển và tiêu thụ thuốc lá lậu ở tại Việt Nam, thì đặc biệt là tập trung ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số cái thành phố trọng điểm khác. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà các cơ quan chức năng, các địa phương đã làm được trong thời gian qua, trong đó nổi bật nhất là các lực lượng trực tiếp tham gia công tác chống buôn lậu thuốc lá. Đồng chí Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm còn tồn tại như cấp ủy chính quyền địa phương một số tỉnh chưa quyết liệt, chưa sâu sát kiểm tra, đôn đốc, một số ít cán bộ còn bao che cho các đối tượng buôn lậu thuốc lá, lực lượng đấu tranh chống buôn lậu phải trong sạch, người dân mới tin, mới ủng hộ. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan chức năng các địa phương cần quyết liệt và thực hiện có hiệu quả hơn chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời có biện pháp ngăn chặn hiệu quả và từng bước đẩy lùi tình trạng buôn lậu thuốc lá. Phó Thủ tướng khẳng định, sau một năm thực hiện chỉ thị 30 CTTTG đã tạo được niềm tin cho người dân, xóa bỏ những tồn tại và bất cập trong cuộc chiến chống buôn lậu lâu nay. Những tháng cuối năm, tình hình buôn lậu sẽ phức tạp, vì thế cần mở nhiều đợt cao điểm, tấn công mạnh hơn nữa vào hang ổ của các nhóm buôn lậu.